Vâng, em xin chào ở nhà. Chào tất cả anh chị em yêu Lan. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7. Thì hôm nay em lại xuất ra, hôm nay là ngày đầu tháng của cái tháng dương lịch. Em sẽ xuất ra một ít kia sọc phát tài. Đấy, cái kia lá kẻ mong trần nhé cả nhà nhé. Đang em để chỗ này nó không có nắng lắm, nó chưa được đẹp lắm đâu. Mà đây là nói chung là chọn những cái con cứ con nào nó lên màu. Đấy, thì này em sẽ chọn ra để em bán cho các bác. Cái kỳ phong trần thì đợt trước bán thì rất là hot, rất nhanh chóng là đã hết sạch rồi. Rất nhiều bác hỏi thì em cũng không nhớ, hôm nay em lên cho các bác một khay nữa, nó cũng không có nhiều. Đấy nhá, đầu tiên thì các bác sẽ vào xem cái cây mẹ của cây phong trần. Đấy, là một trong những cái cây em bán rất là hot trong cách đây 2 năm ngoái. Thì cái cây mẹ này khi các bác nuôi đến năm thứ 3, khi mà nó cây đạt khỏe đấy thì thân thủ nó rất là to. Nghĩa là thân to và bản lá của nó cũng rất là to luôn, và nó sọc cũng khá là mạnh nhá. Đấy, khi mà đẹp đến nỗi mà nó sẽ lên lá vàng và sọc xanh. Đây là cây mẹ này nhá, em để đây cho các mọi người xem giữa mẹ với con này. Đấy, nói chung là mẹ nào thì con đấy nhá. Thì em sẽ đi nhanh thôi. Đấy, cũng không có nhiều, cho nên là bác nào mà sưu tầm thì các bác nhanh tay liên hệ cho em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Thì đầu tiên này em đi vào có hai con, số 1 và số 2 này. Hai con này thì em để đồng giá là 1.400k này, 1.400k nhá. Hai con này nó hơi bé, đợt trước này em bán 1.500 ấy, thì hai con này hôm nay em bán 1.400 đi. Đấy, con này ở đây nó còn một cái mắt thức này, em cho luôn vào cùng với cốc này. Bác nào lấy cốc này thì sẽ được cái mắt thức này luôn nhá. Đấy, thì là kẻ nó đang lên rồi nhé nhá. Đấy, con phong trần kẻ rất là đẹp. Thì hai con này là em cứ gọi là con số 1, số 2 là đồng giá 1.400 nhá. Bắt đầu con số 3 này nó to hơn này. Đấy, các bạn nhìn kỹ nó to hơn đúng không? To hơn và cái khúc thân này nó dài hơn, nó vẫn còn một vài cái mắt ngủ. Thì em vẫn để lại nhá. Bác nào lấy thì nó rất là lợi vì kỳ nó sẽ rất là khỏe. Này, con này rất là đẹp. Đấy, con này em gọi nó là con số 3 nhá. Con số 3 này, con số 4 này. Đấy, sọc rất là đẹp này nhá. Con số 4 này, con số 5 này. Đấy, con số 5 này thì nó dài hơn, đi khỏe hơn. Số 5 này, số 6 này. Đấy, đây là kỳ số 6 nhá. Số 7 này, phế lắm rồi nhỉ, kỳ rất đẹp. Số 8 này, số 8 nhá. Số 9 là bé nhưng mà nó lại được hai con nhá. Số 10. Đấy, số 10 cũng bé nhưng mà được hai con nhá, mà sọc lên rất là đẹp và ngương. Thì từ số 3 4 5 6 7 8 9 10 này thì sẽ đồng giá là 1.500k. Đấy, phiên hôm nay là 1.500k, là kỳ nó sẽ to hơn cái kỳ phiên hôm trước một tí. Bởi vì cái này là em để lại sau thì nó bình đỉnh hơn. Cái này hai con này cũng tính 1.500 nhá. Cái này hai con tính 1.500. Bác nào gọi trước thì các bác được chọn nhá. À, đến số 10, tiếp theo là số 11 này. Số 11 này. Đấy, kỳ này nó to. Số 12 này. Số 13 này. Số 14 này. Số 14 rất to luôn này nhá. Số 14 này. Số 15 này. Số 16. Đấy. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thì 6 con này thì 6 con này sẽ đồng giá này nhá. 6 con này sẽ đồng giá là 1.600k. Nghĩa là đắt hơn con này 100k thôi, nhưng kia nó to hơn. Nhá, to hơn. Đấy. Chứ thời điểm là năm ngoái với năm kia thì bán cái con này rất là căng. Đấy, thì các bác xem lại một lần nữa nhá. Phong trần. Đấy, con bé bé lên sọc rất là đẹp. Ok nhá, một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà. Bác nào mà sưu tầm cái kỳ nào thì các bác nhanh tay liên hệ cho em. Số điện thoại của em là 0903 208 533. Đấy, chúc cho những bác luôn sưu tầm được những cái chậu sọc phát tài đẹp. Đây này nhá. Em xin cảm ơn ạ.